Kênh Trang Tiếng Nhật miễn phí mến chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học hết các chữ cái của bảng chữ Hiragana còn lại. Để tuần sau là sẽ sang học phần trọng âm và xúc âm. Rồi, chúng ta bắt đầu. Hajime masho. Mi mư mê một dạ chiêu vô gia sai gia sui yume yuki fuyu yama heya yoyaku yakushoku uma hima atama umi mimi mushi mukashi nemui ame kamo kumo. Cố lên. Ra. Ri. Lư lê
lộn. Bố. À, các bạn ơi, chữ ừm này khi mà kết hợp với nguyên âm hoặc là phụ âm thì nó sẽ đọc thành chữ N hoặc là chữ M. Nhớ nha các bạn. Mình cũng đính chính thêm ở phần bảng chữ cái tiếng Nhật tập 2 á, mình có giới thiệu về một số câu chào hỏi thường ngày bằng chữ Romaji. Câu chào buổi trưa là Konnichiwa và chào buổi tối là Konbanwa. Nhưng mà cái từ qua đó là viết thành chữ ha. Và khi mà vô phần ngữ pháp mình sẽ giới thiệu vì sao chữ ha mà đọc thành qua hoặc là thành quá. À, lúc đó mình sẽ giải thích thêm cho các bạn hiểu nha. Wakai, kowai, kawa, okowa, niwa, niwatori, tora, sora, sakura, saru, yoru, hiru, haru, kusuri, hokori, kemuri, kirei, renraku, omoshiroi, kuroi, shiroi, yon, san, mikan, nihon, yoi otoshi o. Cũng như các video trước thì mình sẽ cho một số câu thường gặp, các bạn hãy chú ý lắng nghe. Mo ichido, lặp lại một lần nữa. Sumimasen, xin lỗi, từ này sử dụng giống như từ excuse me trong tiếng Anh. Do itashimashite, không có chi. Hai, wakarimashita, vâng, tôi hiểu rồi. Chotto matte kudasai, đợi một chút. Hashimemasho, chúng ta bắt đầu nhé. Gomen kudasai, xin lỗi, từ này dùng khi mình làm điều gì đó có lỗi với người khác, chẳng hạn như mình giẫm phải chân của bạn. Oname wa, tên bạn là gì? Watashi wa desu, tôi tên là. Anata wa, còn bạn tên là gì? Nansai desu ka, bạn bao nhiêu tuổi? Yoyume o, chúc bạn có một giấc mơ đẹp. Buổi học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau. Nhớ nha các bạn, vào lúc 19:30 phút mỗi tối thứ bảy sẽ có phát video một lần. Các bạn nhớ đón xem nha. Mata ne.